来乐透半天，派对半天，开心顷刻即送回头便知，随便笑过快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你的完全，人未出发好每一天。Cho sao náo nhiệt vậy? Kệ đi, có người phát lì xì mà, đương nhiên phải lấy. Mọi người xem đi, tôi bóc được lì xì 300 đô nè. May mắn rồi, tôi có 50 đô. Tôi có 10 đô nè, không lẽ cái ông trời cũng không thích tôi? Ê, cô Thủy à, cô tới rồi hả? Qua đây bóc thăm lì xì đi. Lì xì mà cũng bóc thăm sao? Sao lạ vậy? Rồi sao cô đến trễ vậy? Tàu tổng hôm nay mở kho tiền đó. Tàu tổng nói muốn năm nay mọi người đều vui vẻ hết đó. Tàu tổng nói năm nay nếu chỉ phát lì xì thôi thì không có gì mới, cho nên đã đổi thành bóc thăm lì xì. Tôi bóc được 1.000 đô, mọi người bảo đi bóc thăm đi. Vậy tôi không khách sáo nghe. Khoan, nói là chúc tết cho mọi người nghe trước mới được đó. À, hôm nay là ngày mùng 7, là ngày thuộc về con người đó. Tôi chúc mọi người sinh nhật vui vẻ. Miễn cưỡng xem là hợp lệ, anh bốc thăm đi. Được đó. Chúc mọi người sự nghiệp thuận lợi, chúc mọi người xinh đẹp lộng lẫy, chúc mọi người tài sắc đều có. Chúng ta cũng xin chúc tiếp lòng nhiều nhiều như mây, hồng công càng thịnh vượng. 100 đô cũng được mà. Wow, 1.000 đô. 1.000 đô. 500 đô. Không vậy, em có 10 đô thôi. Đừng thất vọng mà, hôm nay vẫn là Tết, mọi việc đều có thể xảy ra. Mọi người sau khi bốc thăm lì xì thì khoan đi đã, bởi vì tàu tổng vẫn còn chưa phát hết. Còn lì xì phát nữa hả? Mọi người á, ai cũng nhận được lì xì rồi, bây giờ là lúc phải thực hiện điều ước của mọi người đó. Thực hiện điều ước sai gì? Hồi nãy có 3 người chỉ bốc thăm được 10 đô thôi. 3 người bạn đó xin đừng thất vọng nha, tại vì tàu tổng sẽ giúp người đó hoàn thành một điều ước. Sao? Tôi có 10 đô nè, có phải thật không đó? Chỉ cần anh nói ra, tôi đều sẽ hoàn thành được. Nhưng mà chỉ được tới giới hạn thôi. Nếu như mà điều ước đó vượt qua giới hạn thì được xem là không có hợp lệ đó. Vậy sao? Người đầu tiên, Andy. Tôi bị vượt quá giới hạn, không có được cái gì đó. Là tàu tổng mà, không có giới hạn gì đâu, khoa trương chút xíu đi ha. Tôi muốn có 10.000 đô tiền mặt đó. 10.000 hả, anh chắc chưa? Chắc. Tôi thích nhất là người không tham lam. Ở đây, trên 10.000 lần đó. Trời ơi, anh tốt quá rồi, muốn gì thì được đó. Đến lượt người thứ hai rồi. Tới anh kìa. Tàu tổng chào anh. Anh muốn tôi hoàn thành điều ước gì của anh đi? Thử giới hạn của tàu tổng đi, 10.000 đô la Mỹ luôn. Ê, đừng có tham lam quá, giống như cậu kiện là được rồi đó. Thật ra tôi muốn có một chiếc xe. Tôi chỉ cần một chiếc xe để không cần phải đi bộ. Thường thì bạn gái thường phải chen xe buýt chung với tôi. Tôi cảm thấy rất là xót xa. Dư Dương à, ngọt ngào quá. Tôi rất quý những người đàn ông thương người phụ nữ của họ. Nè, chiếc xe này tôi vừa mới mua đó. Tôi tặng cho anh luôn. Cảm ơn cậu. Sao vậy? Ai dừng chiếc xe Rolls Royce ở bãi đậu xe khách hàng cản trở xe lớn ra vào vậy? Từ bây giờ cái xe đó là của anh rồi đó. Anh dắt bạn gái anh đi thử xe đi. Dư Dương, chúng ta đi thử xe mới đi. Rồi. Nè, người cuối cùng là cô rồi đó. Cô muốn cái gì đây? Tôi muốn có trọn bộ túi xách Chanel mùa này. Sao cô cần con nhiều đó thôi vậy? Đương nhiên là phải cần máy chụp hình rồi, còn phải cần tất cả sản phẩm của năm nay. Chú ơi, sao vậy? Con cần túi xách mà. Anh à, anh thấy em nên cần gì đây? Em à, hay là hãy nhường điều ước lại cho anh đi. Hả? Anh hứa với em, em muốn mua túi xách gì anh đều mua cho em hết đó. Tàu tổng, bạn gái tôi không chọn được, tôi chọn giùm cô ấy. Thứ tôi muốn là căn biệt thự cửu đậu long của ông. Anh nói gì vậy? Tàu tổng à, ảnh chỉ nói chơi thôi. Anh muốn cái đó phải không? Anh đã hẹn hò với cô Thủy rồi, tôi không nghĩ anh lại là người tham lam tới như vậy đó. Xin lỗi, tôi vẫn chưa nói hết. Tôi muốn mượn căn biệt thự cửu đậu long của ông, chỉ dùng một ngày. Thì ra căn biệt thự mà tàu tổng mới vừa mua là căn nhà mà trước kia anh ở sao? Đúng vậy. Ba của cậu ngày mai là sinh nhật, nên cậu muốn mượn căn nhà đó để mừng sinh nhật cho ba của cậu, hoàn thành tâm nguyện của ông ấy hả? Thật ra ba con luôn nhớ căn nhà đó. Ba con ở viện dưỡng lão trốn ra ngoài là vì muốn về căn nhà đó. Thật xin lỗi anh Diệp, ba anh lại bỏ trốn nữa rồi. Ê ba. Ê, con. Tới đúng lúc lắm,
chúng ta cùng về nhà đi con. Hay, trời lạnh như vậy sao ba một mình đến đây làm chi vậy? Đây là nhà của chúng ta mà, đi thôi, đi. Căn nhà này chúng ta đã bán cho người ta rồi, nhưng mà không sao đâu, sớm muộn về con cũng mua lại cho ba. Căn nhà này giới thiệu không sai, tiền hoa hồng của nhà tôi biết phải làm sao rồi. Dạ cảm ơn tàu tổng. Ủa cậu Diệp, sao cậu lại ở đây vậy? Con hả? Con bán căn nhà này cho người này rồi sao? Đúng là trùng hợp thì các căn nhà mà tàu tổng mua lại là căn nhà cũ của anh, cho nên con mới xin tàu tổng mượn căn nhà đó một ngày. Anh đúng là gan lớn thiệt, dám lấy luôn cả điều ước của em nữa. Điều ước đó là tàu tổng cho em mà lại bị anh cướp mất. Cậu Diệp đã hiếu thảo như vậy, chúng ta cứ xem như là tặng lại cái điều ước đó đi. Nhưng mà ba, con vốn có thể có 10 cái túi sách Chanel hoặc là một xe hơi hiệu Rolls Royce đó. 10 cái túi sách Chanel đó anh nhất định sẽ mua cho em mà, yên tâm đi. Nhưng mà thật ra hôm nay con đến đây con muốn là mọi người giúp đỡ con một chuyện. Hả? Ba, con đã mua lại căn nhà ở Cửu Đổ Sơn rồi, vì cần phải sửa lại cho nên hôm nay con chỉ có thể dắt ba về một ngày, xem như là quà sinh nhật con tặng cho ba được không? Con nói cái gì vậy? Mua lại căn nhà này, căn nhà đó vốn là của chúng ta mà. Đúng vậy, đúng vậy. Một lát á, ngoài tăng siêu nhân đến, con còn hẹn một đám bạn đến mừng sinh nhật với ba nữa. Thật sao? Ba, chúng ta vô đi. Được. Ba, vào nhà đi. Ồ, vui quá. Con kiếm đâu ra nhiều người để mừng sinh nhật cho ba vậy hả? Ba sinh nhật có nhiều người mới vui chứ. Ba hả? Ba có nhận ra họ không? Nhận ra chứ. Chào anh. Ý, anh Dương đang cắt cỏ ngoài sân, sao vô đây làm gì? Thật ngại quá chú Căng, cậu Dương là thợ cắt cỏ của nhà con ngày trước đó. Nè, cô là người hầu mà, cô ăn mặc lè lè như vậy mà lại còn nhuộm tóc nữa hả? Lại là người hầu hả? Cô ở đây làm cái gì? Còn không bao vô bếp ngâm bông bóng cá sẵn đi, để còn kịp tiếp đãi đám người tăng siêu nhân tới chơi nữa chứ. Do tôi lớn tuổi rồi cũng không nhận ra hai người họ là ai nữa đó. Cậu Cơ, có phải cậu đang đùa hay không? Chú Đồng, anh Hòa và tăng siêu nhân, bốn người các người đều là tứ đại phú hào mà, vậy mà không nhận ra. Còn cô tưởng là không thắt hai bím tóc chứ không nhận ra cô là nữ phú hộ nữ sao? Nữ phú hộ sao? Con có phải là nên mừng lắm không? Cũng vui mà. Ba con đôi lúc thì như vậy đó, chiều ổng chút xíu. Mày bác trai à? Tôi đang gọi bạn gái của con tôi mà, có gọi cô đâu. Mày ông gọi tôi hả? Cô May là như vậy sao? Con là bạn gái của thằng Diệp mà, con phụ với bác chiêu đãi các phú hộ ở đây đi anh hả? Anh nhìn đi kìa. Bác à, cô ta là May, vậy con là ai vậy? Cô tính cô đang nói chuyện với ai vậy? Sàn nhà dơ lắm, cô mau đi lau giùm tôi đi. Cô tính đóng vai trò gì trong nhà anh? Cô tính là người lau nhà. Hey, cảm ơn mọi người hôm nay đã mừng sinh nhật cùng với tôi. Thật ra điều quan trọng nhất là vui vẻ thôi. Chào các vị phú hộ, trái cây đến rồi. Ủa sao trái cây có vỏ vậy? Không phải bắt chúng ta gọt vỏ luôn chứ? Ghê quá đi. Sao tay của cô lại mềm mịn quá vậy? Tôi xinh đẹp như vậy mà chúng tôi đi vào bếp làm việc đây. Đi gọt vỏ thôi, đi gọt vỏ thôi. Cô tính à? Dạ. Tôi khổ cho cô rồi. Có phải không cần lau nữa không? Cô lau hết sàn nhà ở chỗ này xong lên lầu lau tiếp nhà. Mà thật ra cô ấy là... Đừng nói nhiều nữa, bạn gái của con đâu rồi? Tôi đây nè. Con à, bạn gái của con đúng là xinh đẹp lắm đó. Thôi mặc kệ đi, chúng ta chơi tiếp, tôi thắng rồi. Mỗi người ba trái nha, cần phải chỉ chơi thẻ thôi sao? Phải đừng có nói đùa với tôi nha, là ba trái đó. Ba trái bóng mà bác nói là như vậy sao? Như vậy mới là vui chứ, tiền của tôi có nhiều rồi, ba trái. Vậy hả, vậy hả? Mở cửa vậy ra. Cũng tốt. Mở. Trời ơi, anh à. Em anh à, vô đây.
Anh đã xong việc ở ngoài đó rồi, có phải vậy không hả? Căng à, anh ở ngoài sân để làm gì vậy? Nhận ra tôi sao? Anh là đầu bếp mà, mau vào bếp làm vài món đem ra ngoài này đi. Vậy bà, cũng may là bà của con đi ngủ trưa rồi đó. Thật ngại quá chú Căng, cực khổ cho chú rồi. Không những cực khổ cho ba em, anh xem bạn gái của anh đi, lau nhà đến lưng cũng muốn gãy luôn rồi nè. Ba cậu á, chê tôi mập không xứng với cậu, bắt tôi phải nhảy 100 cái kiểu con thỏ. Còn chúng tôi giả dạng người có tiền cũng không xứng được bao nhiêu đâu. Nhưng mà hồi nãy tôi có nghe nói làm đồ ăn cho mọi người ăn mà. Thì là cá vàng đó. Là con cá vàng đang bơi đó. Là con cá vàng còn sống đó. Mọi người ăn luôn con cá vàng đó hả? Thật ra chính anh là người đã nuốt con cá đó, nên họ chắc là không phải ăn mọi rồi. Mọi người chỉ chịu nỗi đau xác thịt thôi. Còn tôi, ông ấy sạm sỡ tôi nữa đó. Ba tôi sợ cô khi nào vậy? Hồi nãy mọi người ai cũng thấy mà, ông sờ vào tay của tôi đó. Từ xưa mấy ông chủ thường hay thích phá mấy người hầu. May là hồi nãy tôi nhanh trí chạy trốn đó, nếu không là trinh tiết của tôi không giữ được nữa. Cũng vậy bà, mới đầu anh bảo chúng tôi đến ăn tiệc sinh nhật, hát nhạc sinh nhật thôi, bây giờ còn phải diễn bao lâu? Chúng tôi cực như vậy muốn bà anh vui vẻ thôi, anh có phải cũng nên để chúng tôi vui hay không đó. Chứ tôi cũng biết lần này vất vả cho mọi người rồi. Hay là như vậy đi, tôi lì xì cho mỗi người 1.000 có được không? 1 tiếng 1.000 thì còn nghe được đó. Thôi đủ rồi nha, chị Quần, chị mà còn sợ ảnh nữa, mỗi tiếng tôi sẽ thu của chị 1.000 đô đó. Ba. Ba. Ba ngủ dậy rồi hả? Sao rồi, đang bàn chuyện gì vậy? Người làm không hài lòng sao? Không có ba, họ rất vui vẻ mà. Bây giờ đông đủ rồi, hay là chúng ta cắt bánh kem, cắt xong rồi chúng ta đi chơi có được không hả? Được. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ba, chúc ba phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cậu Vinh, sao cậu lại gọi tôi là ba vậy chứ? Hả? Ê, Diệp, qua đây, cắp bánh kẹo với ba đi. Dạ, ba. Ngoan lắm. Nè, cậu Vinh là ai vậy? Dì Phương là người giúp việc của nhà anh. Cậu Vinh là con trai của dì đó. Cậu Vinh cũng gần bằng tuổi với anh, nhưng mà sau đó dì Phương mất, ba anh cho cậu Vinh tiếp tục sống ở nhà. Vậy ba, đồng hồ của con đâu rồi? Hôm nay con quên đeo rồi ba. Ông chủ à, hay là vậy đi, chúng ta cắt bánh kem trước được không? Cắt bánh kem thôi. Thì ra là cậu lấy đồng hồ của con trai tôi sao? Cậu mau tháo ra ngay. Dạ, xin lỗi ông chủ. Còn đeo nó đi bơi nữa, bị ướt hết trơn. Bây giờ tôi không muốn thấy cậu nữa. Cậu mau ra ngoài lau cửa sổ cho tôi. Vậy thôi, chúng ta cùng cắt bánh kem đi. Ê, chú Căng. Cậu cũng bị ba cậu đuổi ra ngoài hả? Chú không phải đang ở trong bếp sao? Sao lại cầm cây kéo ra ngoài này chi vậy? Cậu vô trong hỏi ba của cậu đi. Nè cũng vậy ba, là ba anh bắt anh rửa chân cho tôi đó. Anh biết tôi không muốn vậy mà, anh hiểu mà phải không? Tôi đâu có nói gì đâu chứ. Anh không để bụng thì được rồi. Ê, nước được chưa vậy? Cũng được rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Nước nóng vậy đó. Anh thêm chút nước lạnh đi. Anh muốn nóng chết người ta hả? Tôi lên phòng đợi anh nha. Anh chút xíu anh đem lên cho tôi ha. Nóng lắm sao? Đúng là vô dụng mà. Tôi đang đổ nước nè. Ba, xin lỗi ông chủ. Hồi nãy tôi á bắt cậu đi ra ngoài, làm cậu không được ăn bánh kem. Tôi có để dành một phần bánh kem cho cậu nè. Không phải là ông không muốn gặp tôi sao? Là do hồi nãy tôi nóng tính thôi. Nhưng mà tôi cũng là quan tâm tới công việc đó. Tôi biết mà. Có nhiều chuyện cần cho cậu rồi. Tôi còn bắt cậu, cái gì cũng phải nhường cho nó. Như bơi lội, rồi chạy bộ. Ông bảo tôi nhường cho cung Diệp sao? Nếu như mọi việc không có cậu làm bước đệm cho nó, thì nó làm cái gì cũng thua người ta hết. Sau này ra xã hội thì còn cái gì là tự tin nữa? Thì ra từ đầu chí cuối ông vẫn xem con trai ông là vậy sao? Cậu tuyệt đối đừng có nói với nó đó. Nếu như nó biết được, nó nhất định sẽ giận tôi cả đời. Nhớ đó ha.
Thực ra mấy chục năm qua anh đối với ba anh mà nói là một đứa con rất vô dụng. Nếu như anh là người vô dụng thì bây giờ đã không phải là tổng giám đốc thị trường Á Thái rồi. Nếu như mà anh giỏi như em đã nói á, anh làm bao nhiêu năm á thì đã mua lại được căn nhà này rồi. Sao anh còn phải sử dụng điều ước của em nữa chứ? Dùng điều ước của em để đổi lại về đây một ngày thôi. Nè nè nè, con về bà, xin lỗi nha, tôi không chịu nổi nữa. Chúng tôi không chơi nữa. Ba của anh nó giống như bị điên vậy. Hồi nãy ba anh tính lấy cái xẻ ra xẻ lên đầu của tôi đó. Ba tôi chỉ nói còn thôi. Còn bắt chúng tôi chơi trò chơi, thua thì bắt cởi quần nữa. Bắt chụp hình lại nữa đó. Ba anh không cho xem Âu Dương Bobby nữa, tôi chịu hết nổi rồi. Anh sớm muộn cũng sàm sỡ tôi thôi. Tôi không thể làm gì có lỗi với bạn trai tôi. Không bác chơi ấy nữa. Sao sàm sỡ cô được? Mấy người đi hết rồi, vậy bác ấy tính sao? Sao vậy? Ba của cậu ta, đó là có chiếc nhẫn bị rớt vào trong bể bơi. Rồi kêu ba phải lặn xuống dưới để lượm lại cho ba. Hôm nay trời chuyển lạnh rồi mà. Ba cũng đâu có được lựa chọn. Bác ấy một chân đá ba mình xuống dưới rồi. Sao rồi ba? Ba phải đi khám bác sĩ. Xin lỗi cậu nhà cô Hùng Diễm. Con dìu ba đi. Xin lỗi nha chú Căn. Thôi về đi. Ê, mọi người đi đâu vậy? Cả đám chúng tôi chịu hết nổi rồi. Chúng tôi đi trước đây. Mọi người đi hả? Tôi cũng muốn đi. Tôi sợ ông ấy nhận lộn ai nữa thì nguy. Nè chúng ta đi thôi. Nhanh lên. Trễ rồi. Con định đi đâu vậy? Con tính đi mua chè về cho bà ăn thôi mà. Ăn vậy sao? Dạ. Bà có cái này muốn tặng cho con. Nè. Giữ cẩn thận đó. Đây là gì vậy? Bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu. Đây là vườn nhà của chúng ta, ở giữa hai cây đại thụ có mấy thứ đó. Nè, quý giá lắm luôn. Được, quý giá? Quý giá lắm. Không cần thiết thì đừng có đụng tới nó. Vậy ba lên lầu nghỉ ngơi đi ha, đợi con nha. Cẩn thận nha ba. Đi nhanh. Khoan đã. Bác ấy cho tôi cái bản đồ này nè. Cậu không phải tin những gì ông ấy nói chứ? Ông ấy có bệnh thần kinh đó. Vậy cũng đúng. Giờ chúng ta về thôi. Đi thôi. Ê trời, sao mọi người bảo là đi mà sao lại đau đớn ở đây vậy? Nên tin là có chứ đừng tin là không có con. Cùng gì cũng nói rồi, căn nhà này và xung quanh cũng không có gì thay đổi. Có thể ổng cất giữ cái thứ gì đó mà chúng ta không biết thì làm sao. Mau đào đi. Nhưng mà đào từ nãy tới giờ cũng không có thấy cái gì hết. Cái bản đồ này có phải là thiệt hay không vậy? Cái bản đồ này rõ ràng nói bảo vật ở giữa hai cây cổ thụ, nhất định là ở gần đây thôi. Có rồi. Có rồi. Con trai à, con làm cái gì vậy? Bà nói rồi mà, tiền tài không để người ta thấy được đâu. Sao vậy? Không phải bà nói cho con sao? Ở đây ai cũng là người của chúng ta. Họ tìm giúp con đó, bà yên tâm đi, không sao đâu ha. Mở ra coi trước đi. Mở ra. Có làm gì vậy? Đây là lúc con tôi học tiểu học năm lớp 4, tham gia cuộc thi bơi lội mà thắng được đó, giành được giải tư. Con à, con có còn nhớ không? Ba, con... Không ngờ nhiều năm trôi qua chúng ta cũng về lại căn nhà này. Càng không ngờ là bị người ta mở luôn chiếc hộp thời gian của chúng ta. Ngày trước con đã từng nói mỗi người chúng ta đều giấu một thứ quý giá vào chiếc hộp. 10 năm sau mở ra xem đối phương cất giấu những gì. Sau đó chúng ta dọn nhà. Con nghĩ là không còn cơ hội mở hộp. Chúng ta không phải trở về rồi sao? Đúng rồi. Sao con lại bỏ bức tranh đó vào bên trong vậy? Ba cũng đã bỏ chiếc huy chương đó vào rồi. Năm đó con thi bơi lội chỉ là hạng tư thôi. Con tệ đến như vậy, con không hiểu sao ba lại xem nó là bảo vật nữa. Ba mà kệ con được hạng mấy, nhưng mà trong lòng của ba, con luôn là đứng hạng nhất đó. Lúc đó vì ba kiếm tiền không thể chăm sóc cho con, chỉ có thể kêu cậu Vinh làm bạn với con. Ba không nghĩ là con bị đuối nước. Cũng vì chuyện đó mà trong lòng của ba lúc nào cũng cảm thấy rất là ân hận. Nếu như con xảy ra chuyện gì thì cả đời của ba sẽ hối hận. Cho chỉ lo kiếm tiền mà không chăm sóc cho con trai của mình. Tại vì ba giỏi, ngày trước ba kiếm nhiều tiền để chăm sóc cho tụi con. Cũng giống như bức tranh này vậy, trong tim của con, ba luôn là một người ba siêu nhân đó. Ba cảm thấy hơi lạnh đó.
Ba. 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 Bà muốn yên tĩnh một chút. Mọi người tự nhiên nha. Cảm ơn mọi người đã tận tâm giúp đỡ. Bữa này tôi mời mọi người cứ ăn thoải mái. Chúng tôi cũng không giúp gì được cho anh. Phải rồi. Nhưng mà cậu đã nói là mời khách, vậy chúng tôi miễn cưỡng giúp cậu ăn hết. Không sao đâu, cứ việc ăn đi ha. Cảm ơn. Alo, Tàu Tổng. Nè, tôi cho anh mượn căn nhà, nhưng mà sao anh đập phá đồ của tôi vậy? Đập phá sao? Không thể nào. Làm đầu bếp hả? Làm đầu bếp. Đầu bếp nè. Đầu bếp nè. Có chuyện gì vậy? Tàu Tổng nói đồ vật của căn nhà bị đập phá. Dạ, mấy có nói cậu bắt cậu đền không? Tàu Tổng không có nói, nhưng mà ông ấy nói là không có lần sau nữa. Đập phá đồ trong nhà bếp của tôi, còn đạo đức của giường nhà tôi, đúng là lòng tốt không được báo đáp mà. Ê, lý nào là vậy? Cắt cỏ. Cắt cỏ nè. Ê, ngay cả cục đá cũng thấy ghét nữa, muốn làm người ta chết sao? Ê, wow.